Chào các bạn, thì hôm nay là mình đang đứng ở công viên Lạc Hoa ở quận Gò Vấp. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đi khảo sát giá cho thuê mặt bằng ở cái khu vực này, sát bên là con đường Nguyễn Văn Khôi các bạn. Mình sẽ đi xuất phát từ khu công viên Lạc Hoa này. Thì nó là đường đôi các bạn, nó có cái không phải là đường đôi mà nó có cái vạch nó ngăn đường. Con đường này là khá rộng, thì mình thử khảo sát cái mặt bằng ở trên con đường này xem cái giá của nó thôi khoảng bao nhiêu cho các bạn tham khảo. Ở cái khu vực này là khu vực trung tâm của quận Gò Vấp rồi các bạn, nó ngay công viên Làng Hoa, ở bên trái là Ủy ban Nhân dân phường 8 nè, bên trái là phường 8, bên phải là phường 9. Đường này là đường Nguyễn Văn Khối các bạn, chứ không phải đường Nguyễn Văn Khôi nha. Mình đọc nhầm. Đường Nguyễn Văn Khối. Hồi xưa nó là đường cây trăm các bạn. Cái vậy mình nghe cái tên đường Nguyễn Văn Khôi, Văn Khối á, mình dễ bị lộn. Lâm. Mấy cái nhà người ta đi làm thổ hồng cũng là mệt luôn. Ở khúc này thì mình thấy hai bên đường bán đồ ăn mang về khá nhiều, những cái shipper tập trung ở đây để tập chợ giao hàng các bạn. Bây giờ thì mình mới thấy cái căn nhà cho thuê này. Mình sẽ liên hệ thử với số nhà ở đây là 353 đường cây trăm cũ, đường Nguyễn Văn Khối. Alo. Alo. Dạ anh cho hỏi mình cho thuê nhà ở đường cây trăm không anh? Đúng rồi. Cái đó là nhà một trệt một lầu một sân thượng hay sao anh? Dạ anh là anh đúng 28, coi như ở trên lầu 1 là hết luôn, còn trên lầu 2 á thì anh chỉ xây một phòng thôi, còn bao nhiêu anh để sân thượng. Anh để trống. Đó là diện tích đó là sao vậy? Đang 4:21 em. 4:21 hả anh? Ừ. Tức là ở dưới là lầu suốt. Đúng rồi. Còn ở trên lầu 2 là có một phòng. Với sân thượng. Ở trên lầu 2.
Đúng rồi, trên lầu 2 thì có một phòng thôi, anh làm một phòng thôi, còn như anh để xuống hết, để trống làm thông thường thôi. Cái đó là anh cho thuê giá bao nhiêu anh? Mà em thuê làm gì nè, tại vì anh cũng nhà của anh ở, hay chứ anh cho thuê anh cũng chọn. Anh thuê đặt văn phòng đó, anh công ty á. Làm một văn phòng công ty thì được. Anh cho thuê 25 triệu em. 25 triệu nguyên căn hả anh? Hồi trước là anh cho thuê bao nhiêu? Cái chào em. Hồi trước anh cho thuê bao nhiêu? Cái trước anh cho có mát thuê. Trước là anh cho có mát thuê. Tức là trước là anh cho thuê ở dưới không cái gì? Đúng rồi, anh cho thuê ở dưới, nó làm trong phía dưới thôi. Nếu mà thuê ở dưới không thì giá thì sao anh? Không, anh không thuê ở dưới, anh đã cho thuê nguyên căn rồi. Nếu em thuê dưới rồi nguyên trên em bỏ trong rồi, ai rồi không có dọn về không được. Anh không cho thuê dưới, cho thuê thuê hết nguyên căn chứ. Dạ. Rồi để em xem lại có gì em liên hệ với anh ha. Rồi cảm ơn anh nha. Căn này là cho thuê nguyên căn các bạn. Nó là trên đường Cây Trâm. Con đường này tới 3 tên là đường số 10, đường Cây Trâm, đường Nguyễn Văn Khối. Căn hồi nãy là 25 triệu. Nguyên căn. Nguyên căn nào ơi. 4 nhân cho 21m. Lầu 1 là suốt. Lầu 2 là chỉ có một phòng thôi, còn lại là sân thượng. Căn nhà này số 390 Nguyễn Văn Khối các bạn. 394 chứ. Alo. Alo. À, phải chị cho thuê cái mặt bằng ở đường Nguyễn Văn Khối không chị? Dạ đúng rồi anh. Cái đó là diện tích bao nhiêu chị? Dạ 25 x 4 rưỡi. 25 x 4 rưỡi hả? Dạ. Cái đó là trệt không hả chị? Dạ 2 lầu. Trệt 2 lầu là mình cho thuê nguyên căn này giá bao nhiêu? 25 nha. 25 triệu à? Dạ. Rồi cảm ơn chị ha. Xem là có gì liên hệ với chị. Cái căn này á là một trệt 2 lầu các bạn. Một trệt 2 lầu 4,5 nhân cho 25m. Giá là 25 triệu. Đó, các bạn có thể xem. Trái mình thấy có cái căn nhà nữa nè. Này thì mình không thấy bắt máy, nhưng mà nó cũng xét cái căn mình đối diện, cái căn mình mới hỏi cái diện tích nó cũng tương tự, nên là theo mình nghĩ là giá nó cũng xem xem các bạn. Những cái căn nhà ở đây là nó khá dài, khoảng là 20-25m trở lên không à. Đó là cái giá mình nghĩ là nó cũng tầm tầm ở đó. Nãy cái căn 343 là người ta
đó coi là nguyên căn giá 25 triệu, ở căn ở phía bên này thì giá cũng 25 triệu luôn. Diện tích nó cũng trên xem nhau, cũng hai lầu với nhau. Ở đây mình đi thẳng một chút nữa là ra đường Phạm Văn Chiêu các bạn. Đây có quán karaoke nè. Khu này thì gần chợ, trường học. Gần công viên. Hai bên đường thì rất là nhiều cái dịch vụ. Thì tới đây là hết cái đường cây tâm rồi các bạn, hết cái đường Nguyễn Văn Khôi đó, Văn Khối đó. Thì tới đây mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nhé. Để theo dõi những video mới nhất và hấp dẫn nhất của kênh Chợ Sài Gòn thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.